Hello mọi người nhá, thì bây giờ mình với anh Hiếu lại kéo vali rời khỏi nhà anh Đức các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đi ra sân bay các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt máy bay về Nghệ An các bạn ơi. Nếu cái video này mà đạt được 10.000 like thì ở video sau mình sẽ lại tiếp tục làm một cái vlog nữa, gặp thằng Joy và LMC nha các bạn. Nên là các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để giúp cho mình có thể đạt được 700.000 người đăng ký sớm nhất có thể nha các bạn. Lúc này thì mình đang ở sân bay Hà Nội để chuẩn bị bay về Vinh các bạn ạ. Chuyến của mình thì bay vào lúc 17 giờ tức là 5 giờ. Mình bay từ sân bay Hà Nội đến sân bay Vinh có 50 phút thôi các bạn ạ. Đây nha các bạn ơi, thì sau gần 1 tiếng mình bay từ Hà Nội ra tới ngoài Vinh các bạn ạ. Thì cuối cùng mình ra tới được sân bay Vinh rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình đã đứng đây để đợi chào mi của các bạn. Đấy, dân chơi đấy anh em ạ. Chào mi của các bạn đây. Còn ngại ngại đấy chứ. Nào chào các bạn cái nào. Hello mọi người. Đây. Bố mình nhịn lâu lắm rồi thế. Chào mọi người đeo khẩu trang. Thôi. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt xe về khách sạn để cất đồ các bạn ạ. Thì tối mình còn quay tiếp các bạn xem nhé. Theo ai? Theo ai người đi. Dẫn chàm tối nay mình dẫn chàm My đi ăn cơm chiên Dương Châu các bạn ạ. Còn mình thì ăn mì xào. Mì xào gì em? Hay là mì xào gì? Đông ra mì xào mới mì cay. Mì cay. Nhầm anh em ạ. Mì cay chiên đinh gì á các bạn ạ, mì cay chiên đinh chín gì á, mì cay chiên đinh chín gì các bạn ạ. Không cay thế nào hết á, đây chắc là viên bò viên các bạn ạ. Nè ăn cái gì hồn nó gọi là ăn xúc xích có thiếu không? Mời các bạn ăn đi trời. Chị mời các bạn ăn. Thì uống nước cam. Còn chẳng đi thì uống nước chanh leo gì các bạn ạ. Nói chung là nó đi nhiều lắm nhưng cuối cùng chỉ là cái chanh dây mà nắp ha thôi các bạn ơi. Không khác gì cũng thường đấy các bạn. Cái này là ngao các bạn ạ. Ngao sốt Thái các bạn ơi. Nó chua chua ngọt ngọt cay cay. Thế được các bạn ạ, mình cũng thích món này lắm nên là mình gọi ăn kèm với các bạn. Ở đây mình vẫn còn một cái cánh gà nữa các bạn ơi. Một cái lạp xưởng. Với lại một cái dĩa bánh tráng. Bánh tráng cuộn phô mai các bạn ạ. Như hồi nãy Mèo gọi bánh tráng cuộn sốt bơ các bạn ạ. Bơ không có, hết rồi. Thế là mình đã ăn bánh tráng sốt phô mai. Đây thì mình thử cho bạn xem. Cái này lạp xưởng đi em. Này còn mấy con lạp xưởng đi. Mình không nhớ các bạn ơi, miếng là lạp xưởng các bạn ạ. Đó, lạp xưởng Đài Loan. Còn bữa trước mình ra cho Đức Mõm thì là ăn lạp xưởng cái gì Trung Quốc gì ấy mà không nhớ các bạn ạ. À lạp xưởng Hà Khẩu các bạn ơi. Đây nè, hôm nay mình ăn lạp xưởng Đài Loan. Chừng nó được miếng chấm thôi mà. Nước. Cái này nó y chang lạp xưởng các bạn. Thank you.
chả mì thì bà thích ăn dâu lắm các bạn ạ. Đây đây là này, hộp này chín này á. À, hộp này chín đỏ này á. Có mấy trái cuối thôi, còn mấy còn cái hộp này nó xanh nhiều quá. Cái hộp này đi. Thôi. Mình thì mình thích ăn nho các bạn ạ. Mình không thích ăn dâu lắm. Thằng nào bình thường chân lột thế hả? Ăn nào ấy ta? Cái này đi. Thôi ăn hết nha, nho xanh. Lấy này đi. Rồi, nho xanh. Đây nè, đây là Joy nè các bạn. Hello các bạn nha, mình là Joy đây. Mình sẽ lấy một lốc thịt nha đam các bạn ạ. Đấy luôn. Em uống sữa này không? Wow, nhiều loại sữa chua vãi chưởng đó các bạn ạ. Còn có cả nếp cẩm này. Nhưng mà mình biết loại này các bạn ơi. Không tùy họ từng khẩu vị của người các bạn ạ. Cái này mà không quen lắm. Đây là cái gì? Sữa chua dừa nữa. Nó hay đau bụng rồi còn uống cái này. Sẽ lấy một hộp phô mai Việt Quân các bạn ạ. Bạn nào mà không ăn được phô mai thì mình nghĩ là các bạn nên thử phô mai Việt Quân các bạn ạ. Dễ ăn lắm các bạn ơi. Nhiều bạn cảm giác ăn phô mai nó không được ngon đấy. Mà mình là một trong những người không ăn phô mai các bạn ạ. Nên là các bạn cứ lựa cái hộp phô mai này. Đấy. Phô mai Việt Quân các bạn ạ. Ăn được lắm. Dễ ăn. Rồi và lòng xe rất thích điều này các bạn ạ. Khăn tắm của mình mẹ mình mang cho mình đi các bạn ạ. Nó hay ra lông lắm các bạn ơi. Lau nó mỗi lần lau xong mà nó dính vào mặt đấy các bạn ạ, khó chịu lắm. Bọn mình sẽ phải lựa cái nào mà nó không ra lông các bạn ạ. Em thử chào đít em xem có ra đúng không. Nếu mà đây là nhà của mình thì mình đã đước em nó về rồi các bạn ạ. Ôi trời các bạn ơi, con nè. Ôi cu te máy trưởng các bạn ơi, là một xe nè. Gì? Trời trời. Hay là em mất con này. Không, con này cũng được, con này cũng được. Ủa rồi. Giờ làm gì đây rồi? Là một xe này. Cô nghe thế giới của bà ấy các bạn. Anh với loại đấy ít cay nhất rồi đấy. Kệ em mua đi về anh chung. Ông mua loại này cay nhất đấy, ngon. Ok lấy hai cho hai. Ừ, lấy luôn. Mua hai tặng một. Mua hai tặng một tính tiền ba. Bây giờ anh muốn lựa đôi nào? Chắc chắn rồi, anh là đông con trai phải lựa đôi này. Gì cho bà? Ủa? À, đâu, anh ơi. Ủa? Đánh nhầm. Mình tôn quá. Ui, mình thuê căn phòng này mà mình còn biết ngoài cái ban công luôn các bạn ạ. Đây nè, phải leo đây nè. Đây, nó hơi cao một tí. Ý, trời ơi. Đấy. Phòng của mình thì ở trên tầng 13 các bạn ạ. Ui, quá cao luôn các bạn ơi. Phòng này đủ nhìn thấy tất khắp thành phố luôn các bạn ạ. Quả này mà rất thoải ở đây thì khỏi cuốn luôn các bạn. Đây cuối cùng thì mình qua tới được biển Cờ Lò rồi các bạn ạ. Đây, phía sau của mình là biển luôn các bạn ạ. Sau nói chung thì nhà Trà My cũng gần biển các bạn ơi, nên là cũng cần đi xa đó các bạn ạ. Mình 12 cây à. Mà cái đầu mình như kiểu bỏ rơm các bạn ơi. Đây, đúng xó luôn các bạn ơi. Mặc dù là mình đi gần hơn từ nhà Đức tới biển các bạn ạ, nhưng mà cái đầu mình vẫn nhổ rơm các bạn ạ. Mình thấy ở đây mọi người chạy xe đường biển này đúng nhiều luôn các bạn ơi. Mình tưởng là chỉ có trong mình mới có hay chứ, hóa ra ngoài đây người ta chạy còn nhiều hơn trong mình nữa các bạn ạ. Đây, nhiều. Ui, xe đường điện đúng nhiều các bạn ạ. Tại vì căn bản là cái sân tượng đài này rất là rộng các bạn ơi. Xa xa kia có một chị gái đang thất tình các bạn ạ. Phía bên này thì có mấy cái bồn các bạn ạ. Này các bạn ơi, cái này gọi là cái gì mình không biết các bạn ạ. Cái này gọi là cái gì em? Cái cục tròn tròn lên. Ờ cái đó đó. Ta đi câu mực đêm á. Bên này các bạn ơi, ở đây có mấy cái lỗ này các bạn ạ. Đây có, đây cũng có nè.
Em có con ơi, em có này, em có này. Bên này sao người nào không phải chó nào nữa con à? Đây lỗ này, đây lỗ này. Đây có cái lỗ to này các bạn ạ. Đập lại thật. Ở đây thì có một cặp đang đi các bạn ơi. Còn ở ngoài xa xa đó các bạn thấy không? Để từ để mình dẫn các bạn coi nè. Ở ngoài đó người ta chơi nhiều lắm các bạn ơi. Còn mình thì sợ kiểu như mình tắm rồi các bạn ạ. Nên là không có ra được nước các bạn ơi. Đây này. Ở ngoài đây có 2-3 cặp luôn các bạn ơi. Sợ mờ thế. Này, ở ngoài đây có 2-3 cặp luôn. Đấy. Biển thì nó cắt mình có mấy bước chân thôi các bạn ạ. Nhưng mà mình sợ ướt các bạn ơi. Đó các bạn có thấy cái đường miền biển không các bạn? Đó, cái đấy là đảo Lan Châu ấy các bạn ạ. Còn cái đường mà nối từ đảo Lan Châu ra cái cầu. Một cái cầu hả? Làm cái đèn chớp 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 đó là cái cầu đúng không? À. Đường đi á. Hóa ra là mấy cái đèn chớp 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 này là cái đường ra dẫn ra cầu các bạn ạ. Làm nãy giờ mình tưởng nhà không đấy các bạn ạ. Phu ơi. Còn về mấy cái đèn này là cái gì? Đó là đường đang dân đánh bắt cá. Hóa ra là cái đó là thuyền người dân đánh bắt cá các bạn ạ. Làm nãy giờ mình tưởng ngoài biển cái nhà các bạn ơi. Giờ các bạn nhìn quả đầu của hai mái mình lại các bạn hiểu nó sóng bạo quên gió nó mạnh cỡ nào rồi các bạn ạ. Gió nó nhiều mạnh cực luôn các bạn ơi. Đúng mát luôn các bạn ạ. Không, bây giờ là không phải là đúng rồi. Lặn rồi chứ phải là mát nữa. Còn mình thì áo polo tay cọc cũng các bạn ơi. Tính ra nước biển nó có nhiêu đây thôi mà người ta xây trí này cao thôi. Xuống thôi, còn bình thường á, anh đi buổi chiều á, nó sẽ ngập đến tết, đến nhiều kỳ á. À, thật là vãi chưởng các bạn ạ, đèn, lại lỗ này các bạn ạ. Lỗ cũng nhiều, như là người thân ở đây người ta đi đào con gì hay sao ấy các bạn ạ. Mà chắc bây giờ một mình đi ăn các bạn ơi, đói bụng quá, chiều làm chưa ăn gì hết. Đụng điện gì, con nít nó mới chơi chứ. Giờ ai mà chơi mấy cái xe này, hả? Lớn đầu như này rồi chơi gì xe này. Mình đang cầm cái tay này các bạn ơi, mà bên này không có thắng các bạn ạ. Đi từ ơi. Có cầm tí nó quay cái xe sang bên á. Coi mình nha, mình chỉ làm khoảng dưới nhà thôi. Đây, đèo ngay. Tí ngã chắc hẳn luôn. Em suýt nữa à. Nghĩ mà. À, tông vô em á nha. Em thử đứng trên ta kia em làm trò con bò cho mọi người xem thử. Em thử làm một trò con bò cho mọi người xem thử nè. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đêm luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, Tèo ơi, thôi. Trời ơi, tôi sợ lắm, thôi. Gần mấy cái miệng hang này có rất nhiều cái cục này các bạn ạ. Đây là các bạn nhìn này, đây. Mà mấy cục này có khả năng cao là của con ốc hoặc là con cua giá tràng này các bạn ạ. Đây này. Nên cái lỗ này có một cái ống này các bạn ơi. Bây giờ thì mình thử móc đây nhá. Đây này.